công bố hình ảnh ba nghi phạm xông vào chung cư trói người, cướp điện thoại. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã thành lập ban chuyên án để truy tìm ba tên cướp xông vào chung cư HH Linh Đàm xịt hơi cay vào mặt cư dân rồi trói lại. Cướp tài sản. Trưa ngày 9 tháng 1, trao đổi với thanh niên, một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan này đã thành lập ban chuyên án và đang tổ chức truy tìm ba nghi phạm xông vào chung cư HH1A khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, trói cư dân để cướp tài sản. Công an quận Hoàng Mai cũng cho trích xuất camera để xác định đặc điểm nhận dạng ba nghi phạm. Đồng thời phát thông báo người dân cùng tham gia xác minh, tố giác tội phạm. Theo lực lượng chức năng, các nghi phạm có độ tuổi từ 25-35. Trong đó hai nghi phạm mặc áo khoác màu đen, đội mũ đen, nghi phạm còn lại mặc quần tối màu, áo khoác trắng, đội mũ trắng, đeo ba lô tối màu. Theo trình báo của anh T.A, trú tòa HH1A, khu đô thị Linh Đàm, chiều ngày 8 tháng 1, một thanh niên gọi điện hỏi mua chiếc điện thoại Samsung Note 10 Plus mà anh đang rao bán trên mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận, vị khách đề nghị đến nhà anh T.A để xem điện thoại. Khoảng 17 giờ chiều ngày 8 tháng 1, ba thanh niên đến căn hộ của anh T.A để xem điện thoại. Trong lúc anh T.A lấy điện thoại cho khách xem, một trong ba người đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T.A. Sau đó các nghi phạm lao vào đánh, dùng băng dính bịt miệng, trói anh T.A lại rồi lục lọi lấy đi ba chiếc điện thoại của nạn nhân.